Lưu ý, đây là video tiểu thuyết ghép ad, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Video sẽ tập trung vào tính cách nhân vật, phân tích cốt truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi tập mới hàng ngày nhé. Tốt, này giao dịch ta có thể làm chủ. Triệu văn chiến lăng không một chảo, tám túi chữ vật kia lần lượt rơi vào trong tay hắn. Người nọ lòng tràn đầy cuồng hỉ, nói, đa tạ. Hắn vội bước tới trước nhất lên ốc tù và, trong tay cẩn thận vuốt vuốt một phen, lúc này mới thu vào, hóa thành một đạo quang mang bay trở về chỗ ngồi của mình tất cả mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên trọng bảo như thế vốn tưởng rằng chắc chắn sẽ dẫn tới tranh đoạt kịch liệt không nghĩ tới lại dễ dàng có chủ như thế quả nhiên là người không thể xem bề ngoài người nọ dáng người nhỏ gầy trên làn da hiện ra màu xám trắng ở trong toàn bộ đại sảnh không có chút thu hút nhưng giờ phút này lại tụ tập ánh mắt tò mò của tất cả mọi người trong đó không thiếu tham lam và hung mang đặc biệt là mấy tên cường giả thủy tích tộc thân sắc trong mắt phức tạp đến cực điểm không ngừng đánh giá người kia trên mặt triệu văn chiến lộ ra dáng tươi cười thần bí chậm rãi nói ra Vật cuối cùng sẽ do đại đảo chủ đảo hãm không tự mình chủ trì đấu giá. Cái gì? Đại đảo chủ đảo hãm không? Tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Từ sau khi đảo hãm không sừng sững trên Đông Hải, tất cả mọi chuyện đều do ngũ đảo chủ triệu văn chiến chủ trì. Mấy vị khác vẫn chưa ai gặp qua. Về phần đại đảo chủ càng là bí ẩn, chưa từng nghe nói có ai thấy qua hắn cả. Trước kia Lý Vân tiêu cáo mượn oai hùng, bước cho đại đảo chủ hiển hình chiếu cũng chính là lần đầu tiên, nhưng không ai thấy rõ dung mạo hắn cả. Bên ngoài đại sảnh Huyễn Bảo đột nhiên bay tới ba đạo quang mang không ngừng lượn vòng trên không trung, cuối cùng đều đáp xuống trên này. Nhị đảo chủ Tân Thần, Tam đảo chủ Lãnh Vũ, Tứ đảo chủ Cửu Thiên, ba đạo quang mang kia lập tức hóa ra ba người, tự giới thiệu mình. Tất cả mọi người thấy ba vị kia đều lộ ra dị sắc, không ít người cũng nhận ra Cửu Thiên, chính là người động thủ với Lý Vân Tiêu lúc trước. Triệu Văn Chiến cười nói, "Ngũ đảo chủ Triệu Văn Chiến." Bốn người thối lui qua một bên, cùng quát lên, "Cung minh đại đảo chủ." Mờ thanh trấn trời cao, không chỉ vang vọng trong đại sảnh, càng truyền khắp trên đảo khiến mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng. Trên không đài đột nhiên sáng lên, một đạo hoa quang giống như ánh trăng rơi xuống, trong mơ hồ tựa hồ có dấu hiệu tiên nữ phi thiên, còn có tiếng Phật sướng nhẹ vang lên. Ầm ầm, đột nhiên toàn bộ đại sảnh đều chấn động, tựa hồ có một cổ lực lượng từ sâu trong đảo hãm không truyền đến, dẫn động địa mạch. Sắc mặt tất cả mọi người đại biến, không ít cường giả đều cảm ứng được tựa hồ không đơn giản như vậy, nguyên một đám sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ha ha, mấy vị đảo chủ không nên đa lễ. Một đạo thanh âm hùng hồn truyền đến. Sau đó trong hoa quang kia thoáng hiện bóng người, sau đó dần trở nên rõ ràng. Một vị nam tử trung niên bộ dáng bạch diện thư sinh mặt mỉm cười, hai tay phụ ở sau lưng chậm rãi đi ra từ trong hào quang. Bốn gã đảo chủ đồng thời cung kính nói, bái kiến đại đảo chủ. Quảng Nguyên mỉm cười nói, không nên lễ tiết như thế, mấy vị cực khổ rồi. Mọi người nhao nhao mở to hai mắt nhìn tới trên người Quảng Nguyên, một thân áo bào, thân sắc lạnh nhạt, bộ dáng không khác biệt gì với nhân loại cả người chính là vạn vật chi linh rất nhiều chủng tộc tu luyện tới hậu kỳ đều chuyển hóa thành hình thái nhân loại cả trong năm vị đảo chị chỉ có mấy vị là hải tộc nhưng nhìn qua chẳng khác gì nhân loại cả có chút người lớn gan thì phân ra thần thức lui tới trên người quảng nguyên sau đó sắc mặt đều đại biến thần trí của bọn hắn giống như đá chìm đáy biển vậy đã triệt để mất đi cảm giác đột nhiên có người lầm bầm nói ngoài miệng nói không nên đa lễ nhưng bản thân lại làm ra động tĩnh lớn như thế ừ quảng nguyên từ khi xuất hiện luôn có bộ dáng tông sư trên mặt có vẻ tự tin như nắm giữ toàn bộ càn khôn vạn vật trong tay nhưng sau khi thanh âm không hài hòa kia vang lên trong đôi mắt không hề bận tâm của hắn rốt cục đã nổi lên một tia rung động sắc mặt trầm xuống trợn mắt nhìn qua ánh mắt toàn bộ mọi người đều nhìn về hướng phát ra thanh âm kia lý vân tiêu nhướng mày nói sao hả nhìn cái gì vậy chẳng lẽ ta nói sai sao võ giả nhân tộc mặt đều hiện hắc tuyến quả nhiên là tên chuyên gây chuyện này quảng nguyên siết chặt hai tay trong lòng dâng lên nộ khí nhưng lại không tiện phát tác chỉ đành giả bộ như không nghe thấy, nói, chư vị đường xa mà. Chậm đã, Lý Vân Tiêu đột nhiên lên tiếng cắt đứt. Tất cả mọi người lại càng hoảng sợ, lần nữa tụ ánh mắt đến trên người hắn, không rõ tiểu tử này lấy đâu ra gan lớn như vậy. Bốn vị đảo chủ khác cũng lắp bắp kinh hãi, trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc không giống nhau. Tân thần ngoại trừ cười khổ ra, trong mắt còn lộ ra lo lắng thật sâu. Lãnh vũ và cửu thiên thì mặt đầy âm hàn, trong mắt lóe lên sát cơ. Triệu văn chiến sau khi giật mình thì chỉ biết cười khổ, trong mắt có chút lập loè tinh mang, không biết đang suy nghĩ điều gì. Quảng Nguyên tức đến sắc mặt tái nhợt, cắn răng lạnh giọng nói, Lý Vân Tiêu ngươi lại dám cắt ngang bổn tọa nói chuyện, hôm nay nếu không giải thích cho rõ ràng thì giờ ta sẽ lập tức hành quyết ngươi ngay. Tất cả mọi người cảm nhận được lửa giận và sát cơ lăng liệt bành trướng trên người Quảng Nguyên, sắc mặt đều đại biến. Trên mặt Bắc Minh Lai Phong lộ ra vẻ vui mừng, khẩn trương vểnh tai lắng nghe. Lý Vân Tiêu trong lòng cười lạnh, dù sao đã là tử địch với Quảng Nguyên, trước đùa nghịch một chút cũng tốt. Hắn hừ một tiếng, nói đại đảo chủ ngươi lần trước hình chiếu hiện thân nói không tiện thăm kiến thủy tiên công chúa hiện giờ chân thân đi ra chẳng lẽ đã quên mất phải thăm kiến thủy tiên công chúa sao tất cả mọi người sững sờ lộ ra vẻ cổ quái quảng nguyên tức đến giận sôi lên hắn cũng đã nhìn ra lý vân tiêu là cố ý quấy rối hắn nhưng cái mũ này chụp xuống hắn lại không có cách nào cả loại chuyện này nói tuy nhỏ nói lớn cũng lớn nếu ngươi không thăm kiến thì hắn sẽ chụp cho ngươi cái mũ bất kính với hải hoàng để đè chết ngươi ngay tất cả mọi người nhìn qua quảng nguyên trên mặt lộ ra vẻ đùa giỡn Quảng Nguyên sắc mặt xanh lét phát tím, cắn răng một liền bái tới một hướng ở xa xa, nói: "Tại hạ bái kiến thủy tiên công chúa." Thủy Tiên nhàn nhạt, nhạt nói ra: "Đại đảo chủ khách khí, không nên đa lễ." Quảng Nguyên đang muốn đáp lại vâng thì lại bị Lý Vân Tiêu trực tiếp giành lấy nói: "Công chúa nói không nên đa lễ, ngươi cứ miễn lễ đi. Lần sau nhớ rõ đừng lỗ mãng vậy nữa. Nhớ lấy lễ không thể bỏ được. Chữ vâng kia của Quảng Nguyên lập tức kẹt tại yết hầu. Nếu nói ra, chẳng há ra mình khiêm tốn chấp nhận giáo huấn của Lý Vân Tiêu sao?" Nếu không trả lời thì chẳng há ra lại không để ý tới công chúa. Hắn thoáng cái giật mình đứng đó, trở nên có chút khó xử. Đám người đứng ngoài xem đều thầm cười trộm trong lòng, tâm tình Bắc Minh Lai Phong cũng thoải mái, thầm nghĩ, không tìm đường chết sẽ không phải chết, Lý Vân Tiêu lần này khó thoát kiếp số rồi. Lý Vân Tiêu nhìn bộ dáng Quảng Nguyên, trong nội tâm cười lạnh không thôi, chừng mắt quát, sao hả, lời công chúa nói ngươi có nghe thấy không? Phanh, Quảng Nguyên bởi vì quá mức tức giận nên một đạo nguyên lực bị hắn đẩy vào dưới chân, trực tiếp giẫm nát mảng lớn trên đài mặt lạnh lùng nói công chúa nói như vậy nguyên mẫu ghi nhớ trong lòng rồi lý vân tiêu bộ dạng không kiên nhẫn phất phất tay nói tốt rồi nhớ rõ là tốt rồi ngươi tiếp tục đấu giá đi quảng nguyên cắn răng không lên tiếng nhưng ánh mắt nhìn vào lý vân tiêu lại không khác gì như đang nhìn người chết vậy tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương tâm tình phập phồng của một người lại dẫn động hoàn cảnh bốn phía đều xảy ra biến hóa bọn hắn không rõ lý vân tiêu sao lại tự tìm đường chết như thế nhìn tiểu tử kia cũng không giống người ngốc mà quảng nguyên dần dập tắt lửa giận cũng không có tâm tình nói lời khách sáo nữa, nói thẳng, chư vị chú ý, đây là kiện vật phẩm đấu giá thứ ba. hắn vươn tay ra, năm ngón tay chậm rãi mở ra, một đạo kim mang như nụ hoa tách ra trên tay. mọi người nhìn kỹ lại, tách ra cũng không phải là kim mang, mà một nụ hoa thật sự. a, à, dĩ nhiên là đài sen. không ít người kinh hô lên. quảng nguyên trong tay nắm đúng là một đài sen nhỏ, tán phát ra đạo đạo kim quang, linh động mười phần. thứ như đài sen trong hải tộc cũng không hiếm thấy, chính là một thứ để ngồi xuống tu luyện, ngồi ngay ngắn trong đó có thể tĩnh tâm ngưng thần có ít đài sen còn có công hiệu tụ tập linh khí, tăng lên tốc độ tu luyện nữa. Đài sen nhỏ trong tay Quảng Nguyên vàng chói lóng lánh, thập phần tinh xảo, từ xa cũng có thể thấy rõ được đường vân trên nó. Một gã hải tộc kêu lên, đại đảo chủ, đài sen tuy rằng chân quý, nhưng cũng chỉ thường thôi, đặt ở đấu giá khâu cuối cùng không khỏi khiến người quá mức thất vọng đi, không ít người lộ ra vẻ tán đồng. Đồng tử Lý Vân Tiêu lại đột nhiên co lại, trong hai tròng mắt tuôn ra hàn mang ra, tựa hồ có chút khó mà tin được. Thủy Tiên ở bên trong mắt tràn đầy nghi hoặc, dừng ở đài sen kia tựa hồ đang trầm tư gì đó. Quảng Nguyên nhẹ nhàng nhẹ cười cười, dừng ở đài sen trong tay, trong mắt lộ ra vẻ chiều mến, giống như cha mẹ đang nhìn vào đứa con của mình vậy. Hắn mỉm cười nói, sự thần kỳ của đài sen này ta cũng không thể hiểu rõ toàn bộ, nhưng sự kỳ lạ của hải vực bốn phía đảo hãm không chính là do vật này tạo thành. Cái gì? Lời vừa nói ra, ngoại trừ bốn vị đảo chủ ra, đám người đứng ngoài xem đều thấy sợ hãi. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía đài sen kim quang sáng lạn trong tay Quảng Nguyên bảo vậy có thể thay đổi quy tắc thiên địa tự thành kỳ cảnh trong phạm vi lớn như vậy bọn hắn chỉ mới nghe lần đầu trong mắt nhuận tường chớp động hàn quang vẻ phức tạp nói không nên lời nhưng thần sắc lại cực kỳ khẩn trương quảng nguyên lạnh nhạt cười nói đài sen này có một tác dụng đó chính là có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt chỉ cần ngươi còn một hơi thở thì đài sen này liền có thể cứu được ngươi thực sự thần kỳ như thế tất cả mọi người quá mức sợ hãi điều mà quảng nguyên nói càng ngày càng không hợp thói thường vượt quá khỏi phạm vi lý giải của mọi người rồi nếu nói có thể chữa thương thì cũng rất bình thường, hoặc là nói năng lực chữa thương rất mạnh cũng có thể hiểu được. Nhưng hoạt tử nhân, nhục bạch cốt lại là cách nói khoa trương đến cực điểm, cảm thấy như quá mức khuyết đại rồi. Trong mắt quả Nguyên tựa hồ lộ ra một tia hồi tưởng, trong con người một mảnh mông lung, thì thào nói, mấy chục năm trước bản thân ta bị trọng thương, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng trời không tuyệt ta, để cho ta gặp được đài xe này, tĩnh tâm an dưỡng mấy chục năm, thương thế trong cơ thể cũng đã tốt hơn một nửa. Một gã hải tộc giật mình nói, mấy chục năm mới tốt được một nửa. Vậy có thể thấy được năm đó bị thương nặng thế nào, nhưng nếu nói thế thì công hiệu của đài sen cũng không hơn gì cái này rồi. Quảng Nguyên cười nhạt một tiếng, nói, thương thế của ta sở dĩ không thể phục hồi toàn bộ là vì đài sen này cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Nó hư hao cỡ nào ta không biết, nhưng những năm gần đây ta phát hiện đài sen này có thể không ngừng hấp thu ngoại lực để tự mình chữa trị lấy. Huyền khí có thể tự mình chữa trị, mọi người cảm thấy choáng váng, nhìn đài sen nhỏ kia lộ ra vẻ suy tư. Có người nhịn không được hỏi, chẳng lẽ vài chục năm rồi đài sen này vẫn chưa chữa trị được sao vậy thì làm được gì chứ không bằng tìm thuật luyện sư chữa trị còn hơn không ít người đều lộ ra vẻ cổ quái nhao nhao nhìn về phía triệu văn chiến vị ngũ đảo chủ này chính là thuật luyện sư cửu giai chẳng lẽ hắn cũng không được quảng nguyên vẫn yêu thương rừng ở đài sen cười nói sở dĩ chữa trị chậm là vì thiếu khuyết cơ hội đài sen này cần hấp thu lực lượng bốn phía mà nó thích nhất chính là huyền khí chi linh trong mắt quảng nguyên lóe lên hàn quang trong lòng tất cả mọi người đều đột nhiên chấn động tựa hồ có một loại dự cảm bất hảo. Nhưng có ít người vẫn tràn đầy nghi hoặc, nói, nói như vậy là phải hấp thu huyền khí chi linh sao? Các ngươi tổ chức huyễn bảo đại hội chính là muốn đổi lấy nhiều huyền khí để cho nó hấp thu sao? Quảng Nguyên híp mắt cười nói, đúng vậy, hắn đánh ra một đạo quyết ấn, đài sen kia lập tức bay vào không trung, không ngừng biến lớn. Trong khoảnh khắc, một cổ lực lượng khác thường từ trong đài sen nhộn nhạo ra, tràn ngập toàn bộ hội trường. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên có mặt người sắc đại biến, đứng dậy quát lên, đại đảo chủ, đây là có chuyện gì? trong tay hắn nắm một thanh chiến đao thân đao bởi vì sợ hãi nên đang không ngừng rung động lắc lư linh khí phi tốc sói mòn đi dĩ nhiên là đã bị đài sen hấp mất không chỉ có hắn mà giờ phút này trong chàng khắp nơi đều có linh khí cường đại mắt thường có thể thấy được tràn ra trên thân mọi người nhao nhao bị hút vào đài sen toàn bộ trong chàng thoáng cái trở nên hoảng loạn tất cả mọi người đều hoảng sợ biến sắc mặc dù không triệu hội ra huyền khí bổn mạng của mình cũng cảm nhận được lực lượng trên huyền khí đang nhanh chóng sói mòn đi đại đảo chủ ngươi vậy mà dùng vật ấy hấp thu huyền khí chi linh của chúng ta sao tên cường giả thủy tích tộc kia nổi giận đứng lên mặt mũi tràn đầy lửa giận từng đạo linh khí cường đại từ trên người hắn tràn ra dù ngăn cản thế nào cũng không ngăn được nó tràn về phía đài sen nụ cười của quảng nguyên trở nên có chút âm lãnh cổ quái giữ tợn nói ha ha chuyện gì xảy ra không phải đã nói rồi sao đài sen này của ta cần hấp thu huyền khí chi linh cái gì tất cả mọi người đều giận tím mặt còn có một cổ sợ hãi thật lớn lan tràn trong lòng mỗi người Bọn hắn ban đầu còn tưởng rằng Quảng Nguyên chỉ là muốn biểu hiện ra uy lực Đài Sen, hiện giờ xem ra dĩ nhiên là muốn trực tiếp hấp thụ huyền khí chi linh của bọn hắn rồi. Loại cảm giác này, sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên cực kỳ khó coi, năm ngón tay siết chặt, giống như đã ý thức được có phiền toái lớn rồi. Tất cả huyền khí của hắn đều ở trong giới thần bi nên ngược lại không bị hấp mất linh khí, chỉ là trong cơ thể dâng lên trận trận khác thường, dưới sự tác động của Đài Sen kia, giới thần bi tựa hồ có phản ánh, phía trên đan điền nổi lên một hồi lưu quang dị sắc. Yêu Long cũng kinh hãi nói, vật kia Lý Vân Tiêu nuốt nuốt nước miếng, mặt âm trầm nói, "Con em ngươi, vật kia thật là huyền khí siêu phẩm, lần này phiền toái lớn rồi." Lý Vân Tiêu cũng có chút phát mộng rồi, trên đời này đến cùng có bao nhiêu huyền khí siêu phẩm? Thứ mà vài vạn năm qua cũng chỉ có ngay qua, sao giờ lại gặp được cả đám thế này? Trong mắt Quảng Nguyên lóe lên vẻ điên cuồng, cười to nói, "Cử hành mấy lần Huyễn Bảo đại hội, ta đều rất muốn động thủ ăn no một bữa rồi, đáng tiếc đều không đủ sức nặng, lần này đã đủ rồi, vậy là đủ rồi." Ha ha. Đáng chết, thì ra huyễn bảo đại hội chính là một cái bẫy dập tên cường giả thủy tích tộc kia lộ ra vẻ nổi giận giống lớn nói mọi người cùng nhau ra tay giết hắn nếu không huyền khí của tất cả mọi người đều sẽ xong đời mất hắn nói xong liền trao đổi ánh mắt với đồng bạn lập tức bảy tám tên cường giả thủy tích tộc trước sau vọt lên ba người cầm đầu thực lực mạnh mẽ tuyệt đối thi triển ra võ kỹ giống nhau đều là tay trái vòng trước người vòng tay phải ngưng ra một trưởng đập tới dưới trưởng phong ẩn ẩn có linh quang hiển hiện, hiện một con cá đáng yêu rất sống động bơi ở giữa, giống như một giọt bọt nước vậy, đó đúng là hình thái bản thể của bọn hắn. Thân ảnh ba người cùng điệp ra lại trên không trung, khiến trưởng lực hội tụ dung hợp, giống như mãnh thú hồng hoang trọng sinh hậu thế, có uy lực có thể quét ngang tất cả vậy. Hừ, Quảng Nguyên hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lộ vẻ khinh miệt không chút che giấu, tay trái lười nhác nâng lên, vẽ một vòng tròn trên không trung nghênh đón lấy. Bành, một cổ nguyên lực nổ bung trên không, uy lực quét ngang kia lập tức bị đánh tan ba gã cường giả thủy tích tộc nho nhao nhổ ra một ngụm lớn máu tươi giống như diều bị đứt dây bị đánh văng ra ngoài vậy a à, ba vị đại nhân năm tên cường giả thủy tích tộc vọt lên sau đó đều trợn tròn mắt toàn bộ rút ra chiến đao gào thét lớn lăng không chém xuống dưới trên người năm người đều nổi gân xanh mặt ngoài làn da bao trùm một tầng màng nước hiển nhiên là dùng bí pháp thúc giục lực lượng cực mạnh quảng nguyên xùy cười một tiếng khinh miệt nói thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong khi năm đạo lăng lệ ác liệt chém xuống hắn thả lỏng hai tay ở sau lưng dưới chân dẫm ra một bước, cả người liền biến mất tại chỗ, năm đạo đao mang kia chỉ có thể chém vào khoảng không. Cái gì? Một người trong đó mặt mũi tràn đầy kinh hãi, dưới đao khí của năm người bọn hắn không gian như bị khóa lại, có thể kháng trụ uy áp kia cũng đã không tệ rồi, càng đừng nói đến biến mất. Phanh, một tiếng va đập nặng nề truyền đến, Quảng Nguyên trực tiếp xuất hiện ở giữa năm người, đầu gối đùi phải húc nát đan điền một người. Người nọ nhổ ra miệng lớn máu tươi, ánh mắt lộ ra không cam lòng và phẫn nộ, sau đó liền bỏ mình. Sau đó tay phải hắn quét qua trước người, trực tiếp đánh bay chiến đao người nọ ra ngoài chiến đao vẽ ra trên không vài đạo đao mang vèo một tiếng đã như bị nam châm hút lấy vậy ba một tiếng dán trên pháp hoa liên thai chỉ qua mấy hơi thở chui chiến đao kia đã mất đi tất cả linh khí rơi xuống khỏi pháp hoa liên thai rơi trên mặt đất giống như một khối sắt vụn vậy bốn người khác đều kinh sợ vội vàng quét ngang chiến đao tới trên người quảng nguyên bốn người vô cùng có ăn ý trong chiêu thức tầng tầng lớp lớp tiến công đồng thời cũng bổ túc phòng ngự cho nhau một tầng đao võng kín không kẽ hở chụp xuống dưới Thân ảnh Quảng Nguyên dưới đao võng kia lập tức bị xoắn cho phân thân toái cốt. Bốn người đại hỉ, nhưng rất nhanh dáng tươi cười đã cứng lại, đầu Quảng Nguyên đã bị chấn nát lộ ra vẻ châm chọc, mà thân thể vỡ vụn cũng nhạt đi, chậm rãi biến mất. Một giọng nói từ bốn phương tám hướng vang lên, nói, các ngươi ngay cả động tác của ta cũng không bắt được, làm sao đánh với ta chứ, một đám cặn bã. Rầm 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 phanh, bốn người trong lúc sợ hãi, lồng ngực liền bị phá ra cái động lớn, nội tạng toàn bộ đều nổ nát, bỏ mạng tại chỗ sau đó binh khí của bốn người cũng nhao nhao bị pháp hoa liên thai hấp lên sau vài hơi đã biến thành sắt vụn rơi xuống tất cả mọi người hít một hơi lạnh quảng nguyên đánh bại bảy tên cường giả thủy tích tộc cũng mất có chút thời gian khiến bọn hắn vốn còn ôm một tia hy vọng nhưng giờ đã triệt để tuyệt vọng toàn bộ đều lộ ra sợ hãi một gã hải tộc lấy hết dũng khí đứng lên nói đại đảo chủ mục đích của ngươi chẳng qua chỉ vì hấp thu huyền khí chi linh chữa trị pháp hoa liên thai này chúng ta sẽ dâng lên huyền khí kính xin thả chúng ta rời khỏi đảo hãm không có được không Quảng Nguyên híp mắt cười nói, rời đi, đây thật sự là một chủ đề đau khổ đấy. Chẳng lẽ ta chưa nói cho các ngươi rõ, bản thân ta cũng bị thương rất nặng chưa lành hẳn đây. Người nọ sợ run lên, nói, trên người của ta còn có một ít thiên tài địa bảo có thể trị liệu thương thế, cũng nguyện ý toàn bộ kính dâng ra. Quảng Nguyên cười cười, nói, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Nhưng mấy chục năm qua, ta xem pháp hoa liên thai này, bản thân cũng từ đó lĩnh ngộ ra một loại bí thuật, đủ để trị liệu thương thế của ta. Người kia nói, bí thuật gì, Quảng Nguyên mỉm cười ngoắc ngón tay, ý bảo người nọ tiến lên đây. Người nọ tâm kinh đảm hàn, nhưng lại không dám không theo, chỉ có thể kiên trì tiến lên, vừa nói, nếu đại đảo chủ đã có thể tự mình trị liệu, vậy thì tốt rồi. Người nọ đang lo lắng chờ đợi, đột nhiên một cổ kình phong đập vào mặt, chỉ thấy một cái đầu long cực lớn hiển hiện trước người, hai con mắt như đèn lồng lộ ra hung mang nhìn chằm chằm vào hắn. A, à, người nọ lại càng hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, nhưng toàn thân lại đột nhiên bị cổ lực lượng giam cầm, không cách nào nhúc nhích được chút nào cả đầu rồng kia mở ra miệng rộng cắn hắn vào miệng xoẹt xoẹt tiếng nhai xương vang lên sau đó liền ọt ọt nuốt xuống đầu rồng kia sau khi ăn hết người nộ lại biến thành bộ dáng quảng nguyên trên mặt mỉm cười còn lè lưỡi ra liếm lấy môi dưới giống như vẫn chưa thỏa mãn vậy lần này đám người đứng ngoài xem đều sợ tới mức hồn phi phách tán qua một tiếng liền chạy đi từ tán trên trăm đạo hào quang bày ra ngoài cửa lớn một đạo cường quang từ ngoài cửa chiếu vào trực tiếp đánh bay hết tất cả mọi người một ít tu vị yếu kém càng phấn thân toái cốt tại chỗ Quảng Nguyên liếm lấy môi dưới nói, đáng tiếc. Cái này càng khiến mọi người sợ tới mức toàn thân lạnh run, nguyên một đám lui về phía sau, không ai dám chính diện đối mặt hắn cả. Sắc mặt Thủy Tiên cũng một mảnh lạnh như băng, lạnh giọng nói, đại đảo chủ, phương pháp này của ngươi cũng quá tà ác đi, ngươi không thể làm chuyện này được. Quảng Nguyên cười nói, ta cũng là thân bất do kỳ, mong rằng công chúa điện hạ thông cảm. Trong mắt Thủy Tiên hiện lên nộ khí, khiển trách, ngươi ngay cả lời ta nói cũng không nghe sao. Hàn khí phát ra từ trên người nàng đều có một cổ uy nghiêm trời sinh, giờ phút này giống như một tòa hải đăng trong biển khổ vậy khiến tất cả mọi người cảm thấy trong lòng ấm áp trong lòng mọi người đều sinh ra một tia kỳ vọng có hải hoàng chi nữ ở đây chắc hẳn có thể ép được quảng nguyên quảng nguyên vẻ mặt đau khổ nói không phải không nghe công chúa điện hạ thiện lương từ bi khiến ta rất cảm động nhưng nếu buông tha bọn hắn thương thế của ta không tốt lên tiếp tục chuyển biến xấu như vậy thì sớm muộn cũng phải chết thả bọn họ chính là mình chết công chúa có thể từ bi với mấy tên cặn bã bọn họ vì sao không thể từ bi đối với ta chứ Thủy Tiên sững sờ, nàng vốn không am hiểu nói chuyện, không biết nên phản bác thế nào mới tốt. Vô ý thức chuyển rời ánh mắt đi, nhìn về phía Lý Vân Tiêu bên người, tựa hồ có ý xin giúp đỡ. Trong lòng Lý Vân Tiêu cười khổ một hồi, Quảng Nguyên có can đảm lộ ra huyền khí siêu phẩm, hơn nữa còn giết chóc ăn người không kiêng nể gì cả thì đã sớm tính toán đến Thủy Tiên rồi. Cái gọi là công chúa chi uy chẳng qua chỉ là hổ giấy, ngay khi Quảng Nguyên động thủ thì đã không hề để con hổ giấy này vào mắt nữa rồi. Nhưng mặc dù là hổ giấy, cũng có tác dụng cực lớn của nó. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, đại đảo chủ lời này nói không đúng rồi, cái gì gọi là không ăn bọn hắn thì ngươi phải chết. Chẳng lẽ tứ hải to lớn lại không tìm được cách nào khác trị thương cho ngươi sao? Trên mặt Quảng Nguyên hiện lên hàn mang, dừng ở Lý Vân Tiêu, nhưng thấy trong mắt đối phương một mảnh thanh minh. Sau khi mình lộ ra thực lực cũng không thấy kinh hoàng, trong lòng hắn ngược lại cảm thấy bội phục người này. Bất quá hiện giờ tất cả càng khôn đều nằm trong tay, hắn ngược lại không sợ giết người, chỉ hư lạnh nói, có lẽ có biện pháp, chỉ là khó khăn. Ta vì sao phải bất chấp nguy hiểm, vạn nhất không tìm được biện pháp thì sao đây lý vân tiêu mắt trắng không còn chút máu nói không có biện pháp ngươi cũng có thể tìm chút ít hải thú hung mãnh để ăn tứ hải to lớn như thế hải vật cực kỳ phong phú còn không đủ cho ngươi ăn sao cái này quảng nguyên thoáng cái ngây ngẩn cả người thật sự là hắn có thể dựa vào thôn phệ hải thú để hấp thụ lực lượng ánh mắt thủy tiên cũng sáng ngời nói lý vân tiêu nói không sai trong biển rộng nhiều hải thú như vậy lực lượng tuyệt không kém hơn mọi người đại đảo chủ ngươi thả mọi người đi sắc mặt quảng nguyên âm trầm không biết trả lời thế nào mới tốt lý vân tiêu thì cười lạnh không thôi ngồi đợi phản ứng của quảng nguyên nếu là vi phạm ý chí thủy tiên thì đó chính là miệt thị tôn nghiêm hải hoàng trở thành trung địch của ca tứ hải quảng nguyên đích thật rất là cam tức hận không thể lập tức xé rách lý vân tiêu hắn nguyên vốn là vương tộc đông hải đối với ba gia chủ nhân tứ hải có sợ hãi trời sinh cũng bởi vì đã từng ở địa vị cao cho nên đối với lực lượng của hải hoàng hắn hiểu rất rõ và cực kỳ sợ hãi bảo hắn công nhiên phản kháng thủy tiên ít nhất trước mắt còn không có can đảm này nhưng hắn cũng không phải loại người lương thiện trong lòng cũng đánh chú ý vào hải hoàng chi huyết chỉ là thương thế trên người chưa lành pháp hoa liên thai cũng không thể hoàn toàn khống chế căn cứ theo cảm ứng của hắn chỉ cần pháp hoa liên thai có thể hấp thu một nửa huyền khí chi lực trong tràng liền có thể khôi phục lại mà chính mình ăn tươi những người này thương thế cũng có thể tốt lên thất thất bát bát nếu lại đạt được hải hoàng chi huyết đại thành đến lúc đó khống chế huyền khí siêu phẩm tung hoành tứ hải coi như là hải hoàng hắn cũng không sợ nhưng những cái này chỉ là phỏng đoán của hắn thôi trước khi hắn không có đủ thực lực hắn thật không dám thật sự cãi lời ba gia. Trong hội trường trở nên yên tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người trốn ở đằng sau thủy tiên, khẩn trương nhìn Quảng Nguyên, chờ đợi lựa chọn của hắn. Lý Vân Tiêu đã sớm làm tốt chuẩn bị đào tẩu, hắn cũng không tin Quảng Nguyên sẽ vì thủy tiên mà buông tha cho ăn người. Quảng Nguyên bây giờ suy nghĩ không phải là có ăn hay không, mà là làm sao có thể yên tâm ăn mà không bị trục mũ. Quảng Nguyên cuối cùng mở miệng, nói: "Công chúa điện hạ, ta có thương thế nơi người, nhất thời cũng khó có thể tìm kiếm hung thú trên biển." bất quá nếu ngươi đã lên tiếng thì nghĩ cách điều hòa một chút vậy ta có thể chọn ra mấy người để ăn chỉ cần khôi phục không sai biệt lắm thì ta có thể ra biển săn hung thú được rồi hắn vừa dứt lời cũng không đợi thủy tiên trả lời liền trực tiếp vươn tay ở trên không trung hóa thành một đầu long thật dài chụp vào lý vân tiêu quảng nguyên hiện giờ là bản thể đích thân tới đế khi chi uy của võ đế cửu tinh uy như núi ép lên người lý vân tiêu cánh tay kia trên không trung hóa thành đầu rồng trong khoảnh khắc liền cắn xuống dưới lý vân tiêu đã sớm có chuẩn bị ngay khi cảm ứng được đế khí liền trực tiếp hóa thành một đạo lôi điện độn đi. Oanh, chỗ ngồi bên cạnh Thủy Tiên trong khoảnh khắc liền bị đầu rồng cắn mất. Quảng Nguyên thấy một kích không trúng, sắc mặt lạnh xuống, hừ lạnh nói, hôm nay ta liền giết ngươi trước. Hắn thu tay lại ra, từng bước đi tới chỗ Lý Vân Tiêu. Bất khí vì phải lưu lại trên đảo hãm không nhiều năm như vậy cũng không nhiều bằng do Lý Vân Tiêu gây ra hôm nay, không giết hắn thì không tài nào dẹp yên lửa giận được. huống chi trên người Lý Vân Tiêu còn có huyền khí siêu phẩm, đó cũng là thứ hắn bắt buộc phải có sắc mặt thủy tiên đại biến kinh sợ nói đại đảo chủ người này không thể giết quảng nguyên lạnh lùng nói người này dấp tâm hại người công chúa điện hạ ngàn vạn đừng để vẻ bên ngoài non nớt của hắn lừa gạt ta hôm nay phải lột ra người này để mọi người thấy được diện mục thật sự của hắn lý vân tiêu cười lạnh nói ngươi ngay cả mệnh lệnh của hải hoàng công chúa cũng dám cãi lời trên đời này còn chuyện gì mà ngươi không dám làm hả nếu ngươi ăn hết tất cả mọi người lại khôi phục hoàn toàn pháp hoa liên thai thì sợ rằng sẽ trực tiếp giết tới hải hoàng điện cũng nên sắc mặt tất cả mọi người đại biến lời đại nghịch bất đạo như thế bọn hắn đừng nói là nói dù là nghĩ cũng không dám nghĩ đến quảng nguyên cười lạnh nói hôm nay mặc ngươi khua môi múa mép như lò xo so cũng đừng hòng sống được ánh mắt lý vân tiêu quét qua mọi người ngưng giọng nói chư vị chẳng lẽ cũng còn trông cậy vào hắn từ bi tha cho mọi người sao cơ hội sống sót phải do bản thân lấy máu tươi đổi lấy mà không phải đợi người khác đến bố thí tâm thần mọi người đều đại chấn nhìn bộ dạng dữ tợn kia của quảng nguyên lòng đang do dự bất định cũng chậm rãi trở nên kiên định vị bằng hữu nhân loại này nói rất có lý mọi người liên thủ muốn giết người này không khó nếu còn đứng xem tình hình thế nào lại sẽ khiến hắn tiêu diệt từng bộ phận mất tên hải tộc lúc trước đổi được cửu thải thiên loa cũng mở miệng nói trên người hắn cũng có huyền khí chi linh tràn ra vọt tới chỗ pháp hoa liên thai trên vòng trời hắn bước một bước ra đứng ở bên người lý vân tiêu đúng là muốn liên thủ đối phó địch lần này người lập trường kiên định ngày càng nhiều nguyên một đám phẫn nộ vọt lên từ chỗ ngồi trừng mắt nhìn hàm hàm lấy quảng nguyên bắc minh lai phong lại vừa mừng vừa lo Mừng chính là Lý Vân Tiêu chết chắc rồi, lo chính là chính mình cũng phải chết. Lúc này hắn cảm thấy không biết nên làm sao cho phải, liếc nhìn qua Bắc Minh Kháng Thiên. Bắc Minh Kháng Thiên sắc mặt âm trầm không thôi, đôi môi khẽ nhúc nhích, truyền âm với hắn. Bắc Minh Lai Phong vội vàng vểnh tai lắng nghe, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng lộ ra thần sắc kiên định, nhẹ gật đầu với Bắc Minh Kháng Thiên. Bắc Minh Kháng Thiên lúc này mới lang không bay lên, trầm giọng nói, tất cả cường giả nhân tộc nghe hiệu lệnh ta, rảo sát năm người đảo hãm không. Quảng Nguyên híp mắt nhìn hắn một cái khen chật chật cường giả nhân tộc sao bát tinh đỉnh phong không tệ tân thần người này giao cho người đấy tân thần trên đài nhảy lên lăng không đi đến sau lưng quảng nguyên nói đại đảo chủ lý vân tiêu kia có thể không giết không sắc mặt quảng nguyên phát lạnh cả giận nói đừng quên ước định giữa ta và ngươi lý vân tiêu không thể không chết trong mắt của hắn lóe ra sát cơ nhìn chằm chằm vào tân thần lạnh lùng nói ngươi có thể cứu hắn một lần nhưng ta tuyệt không cho phép tình huống lần trước xuất hiện lên thứ hai sắc mặt tân thần biến hóa giữ im lặng chỉ thở thật dài. Trên gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thủy Tiên cũng lộ ra sát khí, dẫn dữ nói từng chữ một, ta tuyệt không cho phép ngươi giết Lý Vân Tiêu. Ngữ khí cực kỳ kiên quyết, tựa hồ như không thể nào thương lương vậy. Nàng cũng không biết sao mình lại quyết đoán như vậy nữa, càng lăng không bay lên ngăn ở trước người Lý Vân Tiêu. Cử động kia của Thủy Tiên khiến đám người đứng ngoài xem đều cực kỳ kinh hãi, nhưng cái này cũng đại biểu cho lập trường con gái Hải Hoàng. Mọi người không do dự nữa, tất cả mọi người lập tức quyết định từ chiến đến cùng với đảo hãm không. Lý Vân Tiêu cũng ngây ngốc một chút, Ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, hắn cũng không nghĩ ra nha đầu ngốc này không ngờ lại dũng cảm như thế. Sắc mặt Bắc Minh Lai Phong càng tái nhợt, trong hai tròng mắt hận ý vô tận. Lần này sắc mặt Quảng Nguyên thật sự thay đổi rồi, hắn lạnh giọng nói, công chúa điện hạ, thỉnh ngươi suy nghĩ kỹ càng, người này chính là nhân loại ti tiện, mà ta mới là con dân của ngươi, mới là con dân tứ hải, ngươi phải bảo vệ nên là ta, mà không phải hắn. Thủy Tiên lạnh lùng nói, ta muốn bảo vệ ai tự có suy nghĩ của mình, cần ngươi tới chỉ điểm sao? Mọi người Quảng Nguyên đều sững sờ, Thủy Tiên vốn không dành nói chuyện sao ngữ khí lại đột nhiên trở nên sắc bén như thế chứ. Ha ha, Lý Vân Tiêu nhịn không được cười ha ha, khen, không tệ. Lúc này mới như một công chúa, bất quá chiến trường này không phải cô gái nhỏ như người có thể tham dự, lui ra đằng sau đi. Lý Vân Tiêu thoáng cái giữ chặt tay của nàng, kéo ra sau lưng. Toàn thân Thủy Tiên đều run rẩy, nàng chưa từng bị nam tử xa lạ chạm qua, thoáng cái liền lúng cuống thần, bị Lý Vân Tiêu kéo đến phía sau. Hai gò má nàng thoáng cái đỏ bừng lên, tim cũng nhảy dồn dập may mắn lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên người quảng nguyên lúc này nàng mới trùng trùng điệp điệp nhẹ nhàng thở ra nàng là công chúa tứ hải thượng vị giả trời sinh lý vân tiêu lại dám vô lễ với nàng như thế vốn nên trực tiếp ban tội chết mới phải nhưng hiện giờ nàng không chỉ không có chút tức giận ngược trong lòng còn có cảm giác nói không nên lời ở sau lưng tên nhân loại kia nàng cảm thấy rất an toàn rất ấm áp lý vân tiêu ngươi lại dám bắt cóc công chúa tứ hải còn các ngươi nữa dám câu kết nhân loại phản bội hải hoàng cả đám đều đáng chết sắc mặt quảng nguyên lạnh lẽo dẫn đầu trục mũ cho mọi người, sau đó hắn vung tay lên nghiêm nghị quát, giết toàn bộ. Ba vị đảo chủ trên đài dẫn đầu bay lên, đứng ở sau lưng Quảng Nguyên. Trong không gian bốn phía cũng không ngừng xuất hiện vệ sĩ của đảo hãm không, trực tiếp vây kín lấy mọi người lại. Lý Vân Tiêu ngưng giọng nói, dĩ nhiên là cấm chế đơn hướng, bên ngoài có thể tiến, bên trong không thể ra. Bắc Minh Kháng Thiên trầm giọng nói, có nắm chắc có thể phá vỡ cấm chế không? Hắn hỏi ra chuyện đó chứng minh trong lòng của cũng không biết phải làm sao cả. Bát Tinh Đỉnh Phong và Cửu Tinh Chi Cảnh, hoàn toàn là hai cấp độ trên trời dưới đất. Lý Vân Tiêu lắc đầu cười khổ nói, cho dù ra được đại sảnh này, cũng không rời khỏi đảo hãm không được. Lần này thật sự phiền toái, không cẩn thận mọi người đều phải bỏ mạng ở đây mất. Bắc Minh Kháng Thiên nhíu mày, không rõ ý của Lý Vân Tiêu, chỉ hừ lạnh nói, Vân Tiêu công tử cũng sẽ có lúc lâm vào tuyệt cảnh sao? Cái này cũng không giống ngươi, ta cũng không tin đảo hãm không có thể ăn sạch toàn bộ chúng ta, trong đám người này có không ít cao thủ đấy. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, hắn không cách nào giải thích với Bắc Minh Kháng Thiên. Pháp hoa liên thai trên đầu kia chính là huyền khí siêu phẩm, nếu để mọi người biết rõ điều này, sợ rằng tin tưởng đều sẽ sụp đổ hết mất. Giờ phút này đã không cho phép bọn hắn nghĩ nhiều nữa, những vệ sĩ của đảo hãm không đều đã lao lên, trong tay những người này đều cầm huyền khí hình xiên giống nhau. Trên đó có khắc nguyên một đám vòng tròn, quấn vào nhau, vậy mà không chịu ảnh hưởng từ hấp lực của pháp hoa liên thai. Phanh, trong đó một gã vệ sĩ đảo hãm không đối chiến với một gã hải tộc, chiến phủ trong tay hải tộc kia lập tức bị xiên của đối phương bẻ gãy. Dưới sự kinh hãi bị đối phương một xiên đâm vào lồng ngực bỏ mạng tại chỗ, một màn này khiến mọi người vừa sợ vừa giận, nghĩ đến huyền khí của mình cũng đã trở nên không chịu được một kích như thế, cả đám đều cảm thấy lửa giận thiêu đốt hừng hực.